Đây này không phải ấy đâu nhưng mà đây này cao khoảng 2m2, 2m rưỡi, tán to, gốc thì bát đại tướng quân, thoát thân tầm này khoảng 50. Con này và con kia rất đẹp. Thoát 40. Gốc rất quái, vanh 32 trừ bì đi chắc cũng phải 30. Vanh 30. Năm ngoái nhận người ta cái tạng 30 này. Đắt lắm đấy. Rối làm gì. Con này thì đẹp, con này cũng đẹp này, thoát thân. Khoảng mấy chục cây, chục cây. Không tin đấy, sang đảo này. Này to lắm. Này cao nó đã trên 3 mét rồi này. Cao trên 3 mét, tán nó cũng phải 3 mét. Đây tán tít đấy mọi người. Đang ở đây là ở ngoài này là đang cũng đôn đảo để cho lên chậu. Đang đôn đảo có thợ 6 thoát 60 này. Con này vừa đo nhưng mà nó lại. Có khoảng chục con hoặc gần chục con như này. Chắc là phải hơn, không kiểm nhưng mà 20 này, 21 này. Không kiểm nhưng mà đây như riêng ở đây đã có bao nhiêu rồi này? 1 2 3 4 5. Tất cả ở đây đều gốc to. Thân to, củ to. Thoát thân. Cây to. Mà năm ngoái năm kia đây này. Con này phải 3 mét. Cứ như này nó phải tầm 2 mét rưỡi ở dưới đất rồi. Gốc có 20. To lắm. Đó, yên tâm. Thoát thân, thoát thiệt. Gần gốc già dặn lâu năm. Gốc cũng to. Đây, đào đây. Đang đâm lọc vẫn phải đào. Thế là nếu mà cái lọc lon này qua cái tháng này nữa là còn đảo như này thì sau 10 15 ngày kiểm tra dễ chết thì tôi chịu trách nhiệm đền cho cây mới. Trong cái giai đoạn đảo này đến quên em. Trong giai đoạn đảo này này đến khi mà giao cho khách thì đảo thế này chết bao nhiêu là nhà vườn phải chịu. Tôi phải chịu, em phải chịu. Còn những cây sơ xác này không có bóng tán này, gốc to này nhưng mà có ấy đâu. Đây con kia to nhỉ. Đảo thì là phải mất công đảo. Đây mọi người đang đảo. Sáng nay chắc được 2 30 cây. Qua ông chú về say quá thế này. Sáng không ra được.